chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta đến với nhau chủ đề Điều gì đang xảy đến sẽ làm thay đổi cuộc sống của các bạn. My chuẩn bị ba trụ đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem trụ đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ba hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra các bạn chạm phải trụ đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Hoặc bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho tụ bài số 1 biết. Điều gì đang đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số một. bạn có là disgust. Okay. tụ hai. xin vũ trụ cho tụ hai biết điều gì đang xảy đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn. tụ hai. transient. tụ bài số ba. xin vũ trụ cho các bạn tụ ba biết điều gì đang xảy đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số ba. air, không khí. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ ba tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. <laughs> Xin chào tất cả các bạn. Tụ 1, đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tù một chúng ta sẽ xem là điều gì đang xảy đến làm cho thay đổi cuộc sống của các bạn tù bà số 1 trước khi đi vào trọng tâm trải bài hãy cùng làm sạch năng lượng trải bài của tụ bà số 1 nhé từ ở lá bài đại diện chọn tủ của các bạn this guy, nó mang cái ý nghĩa giống như một cái gì đó nó nó hơi che đậy nó hơi ngụy trang một chút xíu giống như là bạn nhìn cái người này họ có nhiều cái trang phục họ che còn lòi mỗi cái gương mặt thôi đã Vậy thì ở đây thêm một vài những năng lượng xung quanh trong trải bài của bạn My đang nhìn thấy nhé. Ừ, trước khi trước khi chúng ta đi vào trọng tâm là cái gì nó đang xảy đến thì ở đây My đang nhìn thấy là các bạn tụi bà số 1 bạn đang ấp ủ hoặc là bạn đang có một cái mong muốn, bạn đang có một cái khao khát muốn làm một cái việc gì đó. Rồi, khi bạn làm được cái việc gì đó nó sẽ tạo ra một cái điều đó nó xảy đến là cái việc bạn tạo ra thì từ cái thời điểm đó nó mới thay đổi cuộc sống của các bạn tụi bà số 1 cho nên chúng ta sẽ đi cái thông điệp của tụ bài số 1 theo cái mạch như vậy các bạn nhớ bắt đầu khởi điểm từ cái việc là rõ ràng ở đây mình nhìn thấy tụ 1 bạn đang muốn thực hiện bạn đang muốn làm một cái điều gì đó nhưng ở đây nhìn tổng quát thì nó đang chưa thể thực hiện được cho nên ở cái lá bài đại diện chọn tụ á, là bạn đang phải dồn nén cái mong muốn đó cái, 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 cái khao khát và cái năng lượng đó của mình đang bị dồn nén vì muốn mà chưa được cho nên nó mới ra một cái gì đó Mang, mang cái năng lượng của this guy là cái che đậy này, đó, thì một loạt các lá bài bên này bạn thấy rất là nhiều khi nó bay ra mình sẽ cho bạn mình, mình khỏi lấy lên, mà nhé, xếp nó nhiều quá đây là opportunities are waiting for you có nghĩa là có một cái cơ hội đang chờ các bạn tụi vào số 1, nhưng mà ở trên này thì lại phải cẩn thận nè, rồi ở trên này là đang có một vài những cái dealing hay là mình phải đang đối đầu hoặc là trong một cái kết nối hoặc là trong một cái mối quan hệ với một cái người phụ nữ trẻ tuổi hơn mình changes in your life. Có nghĩa đang có những cái sự thay đổi và trên này là uh, compliments from an admirer là nhiều những cái sự khen ngợi từ những cái người mà họ ngưỡng mộ. Các bạn tụ bài số 1 bạn thấy cái mặt đi nè, rõ ràng có việc gì đó các bạn tụ bài số 1 đang rất là muốn thực hiện nhưng mà chưa thực hiện được vì nó đang có những cái sự lấn cấn. Nó có thể ở đây là trải bài chung liệt kê một vài những cái tình hình uh, bạn cứ bắt cái thông điệp cái năng lượng của bạn cái việc bạn chưa thực hiện được là bởi vì nó có nhiều những cái yếu tố cản trở yếu tố cản trở này nó có thể sẽ đến từ cái tính là cạnh tranh rồi cái thứ hai là cái tính bất đồng quan điểm cái tính thứ ba nữa đây là một trong những cái nguyên nhân mà sinh ra bất đồng quan điểm ấy là mỗi một người như vậy đều có một cái góc nhìn đều có một cái niềm kiêu hãnh đều có một cái ego có nghĩa là cái cái quan điểm cái bản ngã cái tính cá nhân riêng cho nên nó không có đồng nhất được các bên với nhau cho nên nó sinh ra mâu thuẫn nó sinh ra cái cản trở đó còn đầu tiên là cạnh tranh rồi cho nên nó làm cho cái năng lượng của các bạn tổ bài số một bạn đang muốn thực hiện muốn thực hiện nhưng mà không có được nên ở đây mình đang nhìn thấy được là các bạn tổ bài số một có phần cảm thấy là bây giờ nó đang hơi mờ mịt một chút xíu mà ở đây là một cái lá bài mặt trăng và cả một cái lá bài là nữ tu bạn thấy nó giống nhau ở chỗ đều hai cái phần trăng khuyết cả vầng trăng này cực kỳ khuyết có nghĩa rằng là nó vừa mới qua cái đêm 30 bạn 30 âm lịch đó, là tối om nhìn lên trời không tìm thấy được mặt trăng nhưng mà vài ngày sau đó là bắt đầu nó khuyết mỏng mỏng như thế này cho đến khi từ 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 từ, từ, từ nó chuyển qua là cho đến khi nó tròn vành vạnh luôn rõ ràng cực kỳ một cái vành uh, một cái vầng trăng tròn hai cái dấu hiệu này nó đang cho mi nhìn thấy rõ ràng là cái sự Mông lung của các bạn tụ một điều các bạn muốn thực hiện ý, thực sự ra nó đã có cái tính khả thi nó đã có cái dấu hiệu manh nha để bạn có thể chụp lấy được rồi qua cái khoảng khắc khoảnh khắc đêm tối đấy bạn à, mà chung quy quay trở lại mặt trăng với cả là nữ tu nó đều thể hiện là một cái à, mặt trăng nè giống như một cái mong ước một cái gì đó ấp ủ một cái mong muốn trong lòng các bạn tụ bài số 1 nhưng mà đang không tìm được được đường cho nên là nó mới mơ hồ như vậy cho nên nó mới mông luôn như vậy mà nó dồn nén cái năng lượng mình lại đây là một cái năng lượng về phía các bạn tụ bà số 1 mình nhìn thấy được riêng cá nhân của bạn bạn đang có những cái tiêu chuẩn rất cao đang có những cái ý tưởng rất nhiều và những cái tiêu chuẩn rất cao và cái mong muốn của bạn nó, nó mạnh cực kỳ rồi với cái trải bài này là rất mạnh và mà bởi vì nó mạnh thành ra là nếu như người nào bất kể nhé hoặc là đối tượng nào bất kể mà đang muốn xen vào với cái năng lượng này của tụ bài số 1 rất dễ gây ra sinh xung đột. Thành ra đây là một cái năng lượng mà mới bắt được trong trải bài của các bạn. Nó sẽ lý giải cho tụ một thấy là vì sao? Hiện thực ngoài đời của các bạn, vì sao nó lại đụng bên này, nó va bên kia, nó chạm bên nọ là bởi vì cá nhân các bạn tụ bài số 1, xin lỗi phải nói thẳng, vì cá nhân các bạn tụ bài số 1, cái năng lượng của bạn cũng 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 gọi là rất rất là dễ để gây hấn. Vì bạn cực kỳ là đã muốn rồi. Đó. Cho nên bạn giống giống như một cái quả bom nổ chậm ở cái chỗ đó, đó giống như một cái quả bom nổ chậm cho nên nó lại dễ mâu thuẫn và nó dễ đụng độ cực kỳ về bạn với cái năng lượng này cũng có cái phần hơi hơi nhạy cảm chứ không phải cũng cũng phải uh, nhẹ đâu nó, nó hơi nhạy cảm một chút vậy thì <laughs> rốt cuộc là tụ một phải thực hiện được cái điều bạn mong muốn trong lòng thì cái hoàn cảnh xung quanh bạn nó mới dễ chịu và khi đó bạn mới thấy rằng nó nó mới có như lúc nào mới nó như vậy mới có được cái sự thay đổi xảy đến nhưng mà bạn vẫn còn đang bị mắc kẹt ở cái chỗ nó cứ lấn cứng mãi nó cứ rối mãi thôi vì ở đây nó có cái bài bà và cái cái cuốc hai cái này nè mình nhìn thấy rất rõ là bạn mình, mình phân tích kỹ cái phần năng lượng của các bạn đó ừ. giống như một cái quả bom nổ chậm đó thì bạn thấy nó cứ mắc kẹt nó cứ ngay cái chỗ mà rối ngay cái uh, ngay cái đốt này nè mà nó không đi đâu được cả và bạn cũng không thể nào tập trung và bạn cũng không thể nào thực hiện công việc của bạn mà mặt trời nó nó không sáng tỏ được Trăng bạn muốn nó phải tròn hoặc là không không tròn khuyết như này mà phải sáng thì lúc đó bạn mới thấy mọi thứ nó thay đổi vậy thì rõ ràng ở đây cái cuốc và cái lá bài hedonist mình đang nhìn thấy cái cuốc nó sẽ cắt bỏ đi ở đây là mà hedonist nó có hai cái năng lượng shadow là bóng tối và light là ánh sáng cái bóng tối là mình đã phân tích cho bạn từ nãy đến giờ rồi từ một là vì về cái việc bạn rất là giỏi đây là năng lượng các bạn tụ bà số 1 bạn cực kỳ có cái sự tự tin thực ra bạn cũng có cái tính uh, dung hòa được với mọi người xung quanh đó nhưng mà vì cái tiêu chuẩn trong cái cách làm việc tiêu chuẩn trong cái cuộc sống của bạn nó rất là chuẩn chỉnh đó thành ra là vô thức nó bị rơi vào trong cái xa này xa có nghĩa là bạn vẫn muốn và muốn và muốn cái ý của bạn còn nếu không được là nó rất là căng như bạn sẽ thấy ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Bạn thấy 5 cái người này, hả? mỗi một người như vậy đều đang miệng la hét, ôm sòm rồi cầm cái tay vung cái gậy lên. Bạn thấy nó có một cái gì đó nó rất là căng thẳng. 5 người nhé bạn thấy nó cũng rất hay ở chỗ này nè. 1, 2, 3, 4, 5 con mèo nó khác nhau hoàn toàn. 5 người mặc áo màu khác nhau, các chú ngựa màu khác nhau, 5 con mèo cũng màu khác nhau, trùng đúng ngay cái số năm mà trong cái số năm đối với những cái lĩnh vực giống như vậy ta đó nó, nó thể hiện một cái năng lượng là rối rối mà rối là vì sao rối chỉ vì đơn giản là màu anh khác màu tôi thôi là quan điểm của anh khác quan điểm của tôi cái hướng của anh khác hướng của tôi và cái góc nhìn cái tư duy thậm chí là cái bản ngã tính cách của anh khác tính cách của tôi tất cả chúng ta đều là người cả rồi tất cả chúng ta đều là áo sơ mi cả, tất cả chúng ta đều là ngựa cả chứ tất cả chúng ta đều là mèo cả, nó giống nhau mà chẳng qua cái bề ngoài nó nó khác thôi. Đó, vậy thì cho, cho nên nó mới sinh ra cái shadow bóng tối là vì bạn không bạn muốn mọi người phải cùng màu với bạn. Mà nó sinh ra chuyện. Cho nên nó mới ra cái shadow. Vậy thì ở đây mới đang nhìn thấy là cái điều mà nó xảy đến và nó sẽ làm thay đổi cái cục diện hoàn cảnh của các bạn tụ bà số 1 là khi các bạn tụ bà số 1 Cắt bỏ đi vì cái này cái cuốc là dùng cái công cụ lao động dùng để cắt nè, gặt hái lúa nè. Mà, mà nó rất hay ở chỗ là các bạn tụi bà số một thấy cái lá bài này lúa nó chín vàng rồi, không phải lúa mặt nhỉ. À. Vàng rồi là đã đến lúc thu hoạch rồi. Cắt đi bán lấy tiền rồi, tới nơi, tới nơi rồi. Ừ. Cái năng lượng đẹp nó tới nơi rồi, bây giờ chỉ còn một cái hành động cuối cùng là mình phải cắt nó đi. đó Vậy thì cái hoàn cảnh của các bạn tụi bà số 1 y vậy. Thì mới thấy tụi bà số 1 bắt đầu bạn cắt bỏ đi cái shadow và bạn để lại cái light bóng đêm mà nó xuống một cái là tự nhiên ánh sáng nó xuất hiện liền ngay tức thì đêm 30 mà nó qua một cái là mặt trăng ló dạng liền ngay tức thì, và đây là cái lá bài high priestess là nữ tu là cái năng lượng âm nó cũng nối liền với cái lá bài hedonist nãy giờ mới cầm lên nè nghĩa là tụ bài số 1 bạn nam nữ giới tính không có quan trọng, cái lá bài năng lượng âm này là nó nói cái phần dịu nhẹ trong con người của tụ bài số 1, là cái phần mà bạn chịu bình tĩnh lại một chút xíu mình thấy rằng là thì ra cái cản trở cái hỗn loạn rối loạn hoàn cảnh của mình á là nó chỉ bởi vì khác biệt tính cách khác biệt cái góc nhìn khác biệt năng lực khác biệt về cái bề ngoài thôi chứ nó không có khác cái gì cả chứ bắt đầu là bạn ngồi xuống bạn ngẫm nghĩ và ngay khi bạn ngẫm nghĩ bạn hiểu ngay được rằng là bạn phải loại bỏ cái shadow là cái bóng tối cái nó hừng hực cái nó cuộn trào như quả bom nổ chậm trong con người của mình vậy đó ừ. mà rõ ràng ở chỗ cái lá bài đại diện chọn tủ Disguise này là bạn không cho người ta thấy hình dung cái lá bài này là cái lá bài người ta không hiểu ừ, bạn và ngược lại bạn cũng không có hiểu người ta, cả đôi bên đều có một cái gì đó phủ bên ngoài, thành ra rốt cuộc cuối cùng đó, vẫn là như vậy, cái cuốc này thì nó làm cho xuất hiện ra cái light là cái ánh sáng, nghĩa rằng bây giờ mình không có cặt nhau và xung đột với nhau nữa mà bây giờ rút cuộc cuối cùng bên trong mới nãy mới nói với tụi bà số 1 chúng ta đều là người cả hoặc là chúng ta đều là ngựa cả hoặc là chúng ta đều là sơ mi cả hoặc là chúng ta đều là mèo cả thì nó giống cái nhau ở trong cái cốt lõi cái việc các bạn muốn làm thực tế ra là, là ai trong cái tập thể bao gồm cả các bạn tụi bà số 1 là cũng đều muốn thực hiện công việc mục tiêu chung ý định chung cả mình nhắm đến cái việc chung tới ra cái light cái ánh sáng nè đó và celebrate celebrate the beauty in yourself là mình chúc tụng cho cái vẻ đẹp của bản thân của mình cũng như mình mình hiểu ra được là à thì ra là cái tính khác biệt của người ta là như vậy mình hiểu người ta và người ta cũng hiểu mình cái lá bài này, này là năng lượng âm là nó trầm xuống nó chịu nghe rồi chịu nghĩ rồi rồi chịu hiểu rồi thì lúc đó bạn sẽ thấy nó không có còn cái năng lượng hỗn loạn ở đây nữa lúc đó nó tạo ra cái sự thay đổi ngay ở cái chỗ này nó tạo ra cái sự thay đổi cho nên lúc này bạn tụ mày, mà số một thấy your life là nhiều cái sự thay đổi nó xảy tới và nó hay lắm ở chỗ là cái lá bài thay đổi này nó cũng là moon là mặt trăng luôn trăng trăng tiếp nữa cho bạn đó nó cũng là cái mặt trăng nhưng ngay cái thời điểm mà tụ bà số 1 bằng ngừng cái việc mâu thuẫn đụng độ bằng những cái sự đòi hỏi rằng là người ta cũng phải giống bạn người ta cũng phải nhường bạn người ta cũng phải thu bạn khi mà bạn ngừng cái đó lại một chút xíu xin lỗi mình phải nói thật tại vì trải bài có làm sao nói vậy tại vì mình không có nói được với mấy người kia chứ nếu mình nói được với mấy người kia mình cũng kêu mấy người kia nhường tụ một y chang vậy đó ừ ngay khi bạn cắt bạn dừng được cái việc đó thì bạn sẽ thấy ngay được rằng là ô bạn chợt nhận ra rằng là thực sự ra cũng đâu có ai đụng ai cái gì đâu không ai đụng ai như con mèo này bạn thấy nó đi nó vẫn đi bình thản mặc dù xung quanh sóng nó đập dồn 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 như vậy rất là nguy hiểm nhưng sóng nó đập vào trong cái cái thành này nè chứ nó đâu đập vào con mèo đâu con mèo nó vẫn đi đó thì ngay cái thời điểm đó bạn thấy mọi việc nó diễn biến rất suôn sẻ rất suôn sẻ và bạn thấy là mọi người tìm lại được chung một cái tiếng nói mọi người chỉ tìm lại chung được cái định hướng bởi vậy cho nên ở đây nó có một cái lá bài là chariot nó đang cho mình nhìn thấy rằng là à việc nó đã bắt đầu suôn sẻ và thay đổi nó cũng tạo ra từ ngay cái chỗ này và cái lá bài này là the magician magician ha tụ một mình nhìn thấy được vai trò quan trọng của các bạn trong cái hoàn cảnh nó diễn ra thực tế của các bạn thôi bài số một đó. vị trí của bạn đó hoàn cảnh của bạn nó đang rất là quan trọng thực sự ra là bạn hoàn toàn có cái năng lực để dẫn dắt và kéo mấy cái người kia theo bạn kéo tập thể theo bạn luôn và trên với cái năng lượng này nè bạn um, bạn có cái năng lực đó nếu bạn chỉ làm những cái vị trí bình thường còn nếu không với năng lực này bạn phải từ giống như trưởng nhóm quản lý sếp trở lên cơ và những cái người xung quanh thực ra là họ cũng chỉ là phụ các bạn và họ sẽ kéo cái thuyền chung Phụ cho các bạn từ bài số 1 Và bạn hoàn toàn có cái khả năng thay đổi họ Hoàn toàn có khả năng thay đổi họ Vì khi mình cầm cái lá bài The Magician lên Nó nằm hay lắm ừ. Kế bên cái cuốc với lại cái lá bài High Prestige Nó kẹp giữa một cái năng lượng Bạn sẽ thấy cái bà tiên ở trong này nè Bạn phóng cái đũa phép của bạn một cái là Con chuột sẽ trở thành cái anh lơ xe Bạn còn nhớ câu chuyện của Cinderella là uh, Công chúa uh, Cái gì lọ lem á à, Nàng lọ lem đó rồi cái quả bí ngô này bạn phóng một cái là nó sẽ trở thành bí ngô trở thành một cổ xe lộng lẫy luôn thật là với cái lá bài này mình đang nhìn thấy được lá bài này mang năng lượng hỏa à, dương xin lỗi dương nó hoàn toàn hợp với cái lá bài này cũng mang năng lượng dương là năng lượng của các bạn tụ bài số một nghĩa là nam nữ giới tính không quan trọng nghĩa là cái phần dương trong con người của bạn có nghĩa là cái phần sung lên ấy, cái phần cương lên cái phần nóng cái phần đòi hỏi đó à nó mạnh lắm cho nên nó bị dương thịnh mà âm suy đó, cho bạn dễ hình dung đông phương của mình hay nói cái cách như vậy nhưng mà đúng nó là năng lượng của trải bài này luôn nữ giới cũng vậy cái phần năng lượng dương nó mạnh quá cho nên nó cứ đòi hỏi cho nên nó cứ lớn tới lớn tới mà cái phần âm thì nó bị uh, bị thương rồi cần phải chữa lành mà cái âm mình kéo nó lên cái là mình sẽ có cái sự cảm thông ngay với hoàn cảnh và là người khác mà lúc nãy mình đã nói cái chuyện đó rồi rồi bây giờ quay lại the magician đó là các bạn thôi bài số 1 đó hoàn toàn trong cái tình huống này bạn có thể xoay chuyển mọi người để đi cùng hướng với bạn chứ không phải là đối đầu với bạn tụ một ừ. hoàn toàn có thể cho nên bạn mới thấy từ cái cuốc nó sẽ nhảy lên trên đây là một cái mỏ neo mỏ neo này nó thể hiện cái sự ổn định vững vàng trong các mối quan hệ và cái tình hình công việc nó cũng vững vàng luôn cho nên chỉ cần có một cái hành động mà cắt bỏ thì nó sẽ ổn định mà hỏi cắt bằng cách nào đây à hỏi cách cắt bằng cách nào nè Chuyển đổi bằng cách nào thì đây là cái năng lượng âm lúc nãy mình nói với các bạn rồi. Ngừng, ngừng xung đột. Đó và ngồi ngẫm nghĩ sẽ nhận ra được rằng là ô, thì ra là mỗi một người như vậy họ có một cái thế mạnh. Không phải là đối đầu với nhau nữa mà chúng ta sẽ cùng hướng và đối ra phía bên ngoài. Thì bạn sẽ thấy ngay rằng là bây giờ mình sẽ quay lại các bạn thấy cái lá bài Sun of the Staff. Sun of the Staff. À, okay. à, đây là một cái hiệp sĩ đang chạy xung quanh cái đèn cày và con này là con moth. Là con gì ta? À thiêu thân hay sao xin lỗi không có nhớ tiếng việt mất đó thì thì nó nó bạn sẽ thấy ngay là cái năng lượng tập thể bạn thấy nè một hai ba bốn năm cái người hiệp sĩ quơ tay múi chân tán lạng rồi khi mình quay lại một cái bạn thấy cái đèn cày luôn luôn là năng lượng của uh, đống đấng bảo hộ đấy ừ, dẫn đường thì nó nhập lại thành một cái hiệp sĩ này bắt đầu là đi là cái việc của các bạn bắt đầu nó suôn sẻ mọi người bắt đầu là bạn thấy chuyện nó diễn biến nó suôn sẻ nó ra được cái định hướng chung đó và bạn sẽ thấy là mọi người xung quanh đây compliments ở admire là cái sự ngưỡng mộ và những cái lời khen từ những cái người mà họ họ họ, họ đã nhờ các bạn tụ bài số 1 mà họ được thay đổi đó. lúc nãy mới nói cái này nè thành ra là các bạn tụ bà số 1 trong cái tình huống của các bạn vậy thì chúng ta chốt lại nè điều đang đến và làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bà số 1 á, là bạn đang hoàn toàn đủ được cái sự bình tĩnh nhận ra và đầm xuống đầm xuống để bạn thay đổi cái năng lượng của mình một chút xíu thay đổi những cái tiêu chuẩn thay đổi những cái góc nhìn và thay đổi những cái năng lượng của mình bạn dịu xuống bạn chịu nghe bạn chịu cảm thông bạn chịu phân tích cảm nhận sâu sắc rồi khi bạn ngừng một cái là mọi người xung quanh qua cũng mọi người xung quanh bạn cũng dịu nhẹ xuống và mọi người như vậy cùng chung chí hướng với bạn và chúng ta bắt đầu giải quyết chúng ta bắt đầu giao tiếp với nhau chúng ta bắt đầu là làm việc một cách suôn sẻ nó có cùng một hướng rõ ràng thì đấy là cái sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn tổ bài số một lúc đó là với năng lượng mặt trăng này là mới tin chắc là mặt trời mọc rồi ừ, mặt trời tôi nghĩ là thấy thấy rõ ràng rồi đó các bạn thấy rõ ràng rồi vậy thì ở đây nó có một cái lá bài là empress là hoàng hậu nè hoàng hậu rồi ở bên này là một cái lá bài ông vua lửa vậy thì rõ ràng mi đang nhìn thấy một trong những cái nguyên nhân nó cản nó làm cho các bạn tụ bài số 1 bị rơi vào cái tình huống mà nó nó rối giống như vậy nè là vì cái sự kiêu hãnh trong lòng của các bạn có đấy nhưng mà bạn nhớ giúp mi rằng trong cái tình huống này là bạn thế nào thì đối phương thế nọ. Thành ra là tụ bài số 1 và cả những người có liên quan mỗi một người á, đều đang bị cái cái nư của mình á, trong cái tiếng miền Nam họ có cái chữ gọi cái nư của mình, rồi cái mặt mũi của mình, rồi cái sự sĩ diện của mình, cái lòng kiêu hãnh của mình, rồi cái tính đòi hỏi của mình, cái nóng nóng đó, cái tiêu chuẩn của mình đó nó gây ra cái sự hỗn loạn này và ngay khi mình nhận diện ra, cắt bỏ bình tĩnh hiểu đặt mình vào vị trí của người khác tình huống khác liền tại chỗ cho các bạn suôn sẻ mọi người bình tĩnh và tập trung vào chuyện lớn chứ không phải là chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ mâu thuẫn chấm dứt thay đổi xảy đến ngay với các bạn từ bài số 1 đó là cái thông điệp của các bạn từ bài số 1 mọi chuyện nó vững vàng trở lại với cái mỏ neo này các bạn nhé nó nó là như vậy rồi vậy thì khi cái trải bài nó xuất hiện như vậy điều này nghĩa rằng là các bạn tụ bài số 1 bạn đã đang trong cái quá trình mà bạn chuyển cái năng lượng này bắt đầu là đầm 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 xuống rồi đó À, mình mong rằng là cái sự đàm tĩnh này nó sẽ diễn biến nhanh hơn cái sự hiểu này nó cũng sẽ nhanh hơn và mọi người sẽ thống nhất với nhau để cho chuyện nó suôn sẻ à, tình huống nó thay đổi à, ổn định lại nhanh cho các bạn tụ bài số 1 nhé chúc mọi sự sẽ thuận lợi và phước lành luôn song hành trong cái tình huống này với các bạn tụ bài số 1 rồi mình xin phép là đã truyền tải xong Hãy ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụ một. Xin chào tất cả các bạn, tụ 2 đây là trụ đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ hai chúng ta đang xem việc gì đến sẽ làm cho thay đổi cuộc sống của tụ hai trước khi đi vào trọng tâm trải bài. Hãy cùng làm sạch năng lượng trải bài của tụ hai nhé. Ngay từ ở cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, ấy, tụ hai transcend là cái tính nó tạm thời. Bạn sẽ thấy là ở đây cái sự tuần hoàn này nó giống như là trăng khuyết rồi trăng lại tròn. Thành ra cái hoàn cảnh cái tình huống của các bạn tụ hai kết hợp với ở đây nó có một cái lá bài nó là lá bài con sâu bướm nè mọi việc nó không có như vậy nữa đâu mà nó sẽ có một cái sự thay đổi rồi cái tính tuần hoàn tạm thời rồi cũng sẽ thay đổi hai cái lá bài này nhập lại cái năng lượng rất mạnh trong trải bài của tụ hai điều này chắc chắn là cái hoàn cảnh cái cuộc sống của các bạn tụ bài số 2 đang thay đổi bạn nhé đây chắc chắn là nó đang thay đổi vậy thì với cái năng lượng trải bài này của các bạn mới đang nhìn thấy được rằng là có thể rất nhanh thôi các bạn tụ hai bạn sẽ hiểu ra được một cái việc gì đó Bạn sẽ hiểu, bạn sẽ thấy một cái sự thật Một cái câu chuyện, một cái ánh sáng nào đó Được các bạn nhìn thấy, được các bạn tìm thấy Được các bạn nhận ra Mà cái việc này á, nó như mình nhìn ở cái trải bài này của các bạn Nó có thể sẽ liên quan các bạn tổ bài số 2 Với một cái người khác, nó liên quan đến cái mối quan hệ Có thể bạn sẽ nhận ra được một ai đó họ đã có những cái hành vi họ đã có thậm chí cả là lời ăn tiếng nói ở trong này nữa ừ. nó không có đúng nó không có thật lòng nó không có đúng hoặc là nó sai cái nguyên tắc hoặc là nó sai đi cái luân thường đạo lý nó 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 nói chung là nó nó không có danh chánh ngôn thuận nó tối tâm làm sao đó và mi nhìn thấy được là các bạn tụ bài số 2 bạn thấy ra được cái điều đó bạn phát hiện ra được cái điều đó và nó đã khiến cho các bạn tụ bài số 2 có phần hoang mang và rất là bối rối. Nó làm cho sinh ra một giống như sự thử thách giữa các bạn tụ bài số 2 và cái người đó cho cái kết nối này, cho cái mối quan hệ này. Kết nối và mối quan hệ là mi đang nói chung bạn nghe. Đây không phải là cái trải bài yêu đương gì cả, đây chỉ đơn giản là trong cuộc sống mà thôi. Thì cuộc sống có thể bao gồm yêu đương hoặc là hàng xóm láng giềng hoặc có thể là đồng nghiệp hoặc thậm chí là những người thân trong gia đình bạn nhé. Mình vẫn dùng là cái chữ mối quan hệ để nhắc để cho bạn 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 nhớ giúp mi và cái tình huống của các bạn trong cái hoàn cảnh nào bất kể mà chỉ dùng là mối quan hệ thôi. Và bạn thấy người này họ có cái phần lén lút cái không có danh chánh ngôn thuận ở đây và bạn nhận ra được cái điều này, bạn manh nha, bạn phát hiện ra được cái điều này rồi nhưng nó đang rơi vào trong một cái tình huống không không gọi là nó nó hơi nhạy cảm một chút xíu cho nên bạn mới bối rối và bạn không biết là mình phải nên làm gì khi mình biết ra được cái việc này. Đó và ở cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn tụ 2 thì transition á nó nó đang thể hiện rất rõ là tụ 2 giống như là bạn muốn quan sát thêm vì bạn biết đây nó chưa phải là tất cả hoặc đây chưa phải là thời điểm. Thành ra mình đang nhìn thấy nè các bạn hãy thấy chung với mình nhé. Hai con mèo này bạn thấy nó màu xám xám giống mèo mướp giống nhau ha. Còn ở đây nè, đây là cái lá bài bạn thấy mặt trăng như thế này nghĩa là tối tăm cho nên cái mắt của nó mới lóe sáng nè mắt con mèo mà trong bóng tối bạn thấy nó chóe lên nó lóe lên đó và nó rạp người xuống để nó tìm đường đi vì nó không có chắc ăn một phần nó đi bằng trực giác lá bài này mang năng lượng trực giác nó muốn để cái bản năng nó dẫn dắt thêm xem như thế nào để nó dò chừng cái tình huống rồi còn bên này cũng là một cái con mèo và bạn thấy anh đang cười nha đang cười rất thoải mái ngồi khoanh chân lại trên một cái cây lựu cây lựu mang năng lượng của sự đông đầy và trọn vẹn nằm yên thôi trăng vẫn là trăng trăng vẫn là trăng mò mẫm chi vất vả ta lên cây ta ngồi cho vượt tới an toàn mà vừa có đói bụng thì có đồ ăn đó nó hai cái năng lượng nó đối nghịch hoàn toàn nó cho mình nhìn thấy được đấy là cái tình huống của các bạn tụi bà số 2 đấy tình huống này khi mà bạn phát hiện ra một cái việc gì đó bạn phát hiện ra một cái người nào đó bạn thấy nó quá là nhạy cảm đi và bạn mò mẫm chưa biết làm như thế nào thì rốt cuộc cuối cùng không biết làm như thế nào thì tạm thu lại án binh bất động để quan sát đây là một cái tình huống mà các bạn tụi bà hai sẽ quan sát cái cái đối tượng này quan sát cái tình huống này và cái tính trách nhiệm của các bạn tụ bà số 2 là cao lắm nhé chứ không phải là à, không biết làm gì được co mình lại rồi coi như là thế này thế kia đâu thì vì ở đây nó có những cái năng lượng là cái tính trách nhiệm của các bạn tụ bà số 2 được đẩy lên trên cao độ và bạn muốn quan sát vì đây là một cái tình huống nhạy cảm và bạn chờ một cái thời điểm vì ở đây nó có một cái lá bài là à, ở cỏ ba lá may mắn nè ừ. mình nhìn thấy được là các bạn đang chờ một cái thời điểm khi mà thời điểm nó chín mùi Ok, khi mình nói thời điểm chín mùi thì ở đây nó có một cái chữ là bridge là cái cầu mà bạn sẽ thấy nó cái cầu đỏ luôn nè. Ok. Nó giống một cái lá bài tâm môn ở đây cũng có cái cây cầu đỏ luôn. Hai cái lá bài đều có cái cây cầu đỏ. Và thông điệp ở đây nó rất là hay successfully overcoming their problems là vượt qua hoặc là giải quyết được một cái vấn đề hoàn toàn thành công. Qua cầu được nè, qua cầu được. Cho nên mi thấy rất là rõ ràng là với cái transition này nè, chu kỳ này, bạn đợi cái thời cơ tụ bài số 2, bạn đợi thời cơ để bạn giải quyết cái việc này để bạn xử lý cái người này thì vào cái thời điểm là nó sẽ chấm dứt cái việc mà không có tử tế đàng hoàng uh, vén màn sự thật vạch mặt <laughs> vạch mặt uh -huh. đó để, để mọi thứ nó nó rõ mùng một như ban ngày luôn thì ngay cái thời điểm đó là bạn giải quyết luôn cái vấn đề uh, trong cái mối quan hệ nhưng mà đây là cái trải bài chung các bạn Thành ra mi đang nhìn thấy thêm nữa là như vậy nè, không chỉ đơn cử là cái mối quan hệ không đâu. Nó là một cái cuộc thử thách lớn giữa các mối quan hệ các bạn tù bà số 2 với một cái đối tượng nào đó. Và cái việc mà họ làm mờ ám và không có danh chánh ngôn thuận như này nè, nó nó gây tổn hại lên mối quan hệ chắc chắn rồi mi đã nói. Nhưng mà nó còn thêm một cái nữa mi nhìn thấy là nó nó vẫn có một chút xíu nó gây cái tổn hại lên trên cái tiền bạc và tài chánh của các bạn tù bà số 2 nữa chứ. Nó không chỉ dừng lại ở là mối quan hệ không đâu. Ừ uhm. Mình nhìn thấy được cái điều đó nó giống như theo kiểu là họ có một cái ý gì đó họ muốn lấy cái cái đồ uh, không phải của họ mà mà đồ đó là thuộc tiền tiền bạc tài chánh lợi ích quyền lợi là của các bạn Tô bà số hai ừ. nhưng mà bởi vì đây là một cái tình huống nó quá nhạy cảm và bạn không phải thấy như vậy là đứng la làng chống nạnh nên bớ người ta lấy đồ của tôi nó không có phải, phải phải cái tình huống như vậy vì ở đây là khi nào once là ông vua của lửa và hình ảnh như bạn thấy ở đây là phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tà nó không hề đơn giản một chút xíu vào trong cái tình huống này đó thành ra là bạn phải chờ cái thời điểm chín mùi thì phượng hoàng mới có thể tái sinh được đó có nghĩa là cái tình huống nó phải chín mùi thì bạn mới hành động được bạn mới bắt được và cái thanh kiếm này nè cái thanh kiếm này nó thể hiện rằng bạn quyết định sẽ giải quyết cái tình huống này nhưng cái thanh kiếm này mi hơi băn khoăn một chút xíu nó nằm ngay dưới saboteur saboteur là một cái kẻ phá hoại mm. một kẻ phá hoại in into self destructive behavior or the desire to undermine others paralyze your fears and so and change it will bring to your life saboteur ha saboteur mi đang nhìn thấy được cái cái kiếm này nè bạn nó 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 to hay, nhưng mà nó nhỏ thôi nó có sự liên kết là cái kim nhỏ nhỏ này nè cái kiếm á bạn sẽ dùng cái cây kim này đi ha dùng cái chữ cái kim bỏ cái kiếm xuống ừ. cắt một cái là đứt hết tất cả những cái dây thần này là bung hết nè chích một phát vào cái kinh khinh khí cầu này là bạn thấy nó lộn tù nèo luôn nên là bạn đang chờ một cái thời cơ chín mùi để bạn biết chắc một điều rằng là khi mà bạn khuấy động cái việc này lên công khai cái việc này kiếm nó mang cái danh uh, mang cái năng lượng là nói đó khí là lời ăn tiếng nói lời ăn tiếng nói nè uh, nó có thể là nói thẳng mặt nói trực tiếp hoặc là uh, gửi email nè gửi tin nhắn nè hoặc là gọi điện thoại bạn nhớ tất cả những cái điều đó uh, đều là miệng của mình nói ra được miệng của mình nói ra được cái ý trong đầu của mình được tuôn trào ra được cái sự liên uh, communicate là cái cái sự uh, công bố cái sự công bố rồi vậy thì mi nhìn thấy tụ bài số 2 bạn đang chờ một cái thời điểm mà quan trọng ở chỗ là vì cái bản lĩnh của phượng hoàng ở này thời điểm là cỏ ba lá nó xuất hiện thì bạn biết chắc một điều rằng khi bạn công bố điều này bạn cũng không có 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 được an toàn đâu đó bạn cũng không có được yên ổn đâu cho nên là cái việc bạn chờ một cái thời điểm chín mùi và bạn đã đủ được cái sự can đảm ở trong này nữa vì bạn sẽ biết rõ ràng cái người này đang ngồi trên kinh khí cầu chỉ cần lấy cái kim á đâm vào một cái là cái kinh khí cầu bạn biết giống như bong bóng mà bạn xì cái hơi ra bạn thổi thiệt to xong bạn thả cái tay ra bạn thấy là phiu 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 đó nó như là cái này này là hẳn rồi người này là sẽ lộn tù nèo. ừ. chắc chắn là nó sẽ có cái hệ lụy chung thành nên là cái thời điểm mà bạn nung nấu như vậy bằng chờ thời thì nó bắt đầu từ 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 nó chuyển qua cái light là ánh sáng nè có nghĩa là bạn đã xác nhận cái nỗi sợ của mình và bạn quyết định rằng là ok chấp nhận và bạn sẽ tạo ra một cái, cái 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 sự khác biệt chứ không thể nào mà để mãi như vậy cái cái người kia họ cứ gian gian như vậy hoài được đó và bạn chấp nhận luôn mà khi mà bạn chấp nhận như vậy dĩ nhiên là nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy và cái hệ lụy đó thì có thế nào đi chăng nữa rồi bạn cũng ngoi lên lại được vì đây là phần hòa tái sinh từ đóng trao tàn bạn cũng ngoi lên lại được và cái việc này cũng mang đến cho các bạn tụi bà sai một bài học để để đời đó vì đây nó có cái là lép là cái chân nè stepping into a new experience là bước vào trong một cái trải nghiệm mới hoàn toàn luôn một cái trải nghiệm lộn cù nèo một cái trải nghiệm là sau rốt cuối cùng là mình phải ngoi dậy đó ừ. và một cái trải nghiệm nữa là một cái bài học nhớ đời vì là bạn eight of cups eight of cups con lạc đà nó đang đi ngoài sa mạc, nó phải uống một miếng nước nhưng sau đó rồi nó đi. Vậy thì điều này rõ ràng là mi đang nhìn thấy nó trong cái quá trình mà bạn quan sát như vậy chứ nó cũng có một chút xíu cảm tính ở trong đó. Tụ 2. Nhưng mà rồi bạn cũng nhận thấy rằng là không thể nào mãi như vậy rồi chuyện rồi cũng phải giải quyết thôi. Và bạn đã quyết định dọn dẹp cái cảm xúc của mình quyết tâm, chấn chỉnh cái cảm xúc sợ hãi và đâm một cái nhát kim vào có nghĩa là công bố ra ừ, nhưng mà nhờ như vậy ở trong trải bài của các bạn nhé nó có một cái mỏ neo ở đây đây là khi mà cái việc này nè nó đến đó. đấy tất cả những gì mình sẽ chia sẻ với các bạn xong sau đó rồi cái cuộc sống của mình thay đổi nghĩa là nó quay lại được cái tính ổn định sau cuối cùng tan hoang hết đó, đó kiểu vậy thì nó ra một cái đống tro phượng hoàng mới bắt đầu tái sinh mới bắt đầu sống lại và ông thấy là mọi thứ nó bắt đầu sáng sủa trở lại cái mỏ neo ở đây nó thể hiện cái tính ổn định chắc chắn Thành ra bởi vậy cho nên là successfully overcome a problem là a problem này, một cái vấn đề đó nhưng mà vượt qua được overcome là vượt qua được các bạn nhé. Có gì đi chăng nữa thì các bạn tụ bài số 2 vẫn vượt qua được và lúc đó nó mới ra được cái tính ổn định của các bạn. Và đến cái tính ổn định chúng ta nhìn với nhau kỹ một chút xíu. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của sự ổn định và năng lượng của lá bài Món neo the anchor Mình nghĩ lá bài này nó muốn xuất hiện này. Wow, chính xác nha. Bạn nhớ nãy mình nói là sau cuối mọi chuyện nó sẽ sáng tỏ rõ ràng ra là và bây giờ bạn thấy nó bay ra đây một cái lá bài mặt trời. Mặt trời. Và hai cái lá bài này nè, nó rớt ngay cái chỗ này là nó đè lên trên mặt trăng. Có nghĩa là cái sự âm u mờ mịt đó, nó qua rồi. Và khi bạn là tụ bài xoay bạn qua cầu nè, nhớ không? Để đây. Bạn nhớ chưa hả? Đây, khi mà bạn đã qua cầu rồi thì tốt, ban đêm nó qua thì mặt trời nó mọc vậy thôi nhưng mà trong cái chuyện này là khi cái lá bài này rớt xuống rơi xuống mi đang thắc mắc một chút xíu là ngoài cái hơi chút xíu nhẹ nhẹ cái cảm tính này là nó có phải xuất phát từ um, tụ hai á không không biết là nó có dính một chút xíu gì đến mặt mũi của bạn hay không cho nên cũng hơi là nó làm lần chần như rốt cuộc cuối cùng thôi rồi nó cũng qua tóm lại là mặt trời nó xuất hiện ở đây xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 2 thấy rõ năng lượng của lá bài món neo và điều vững vàng nào đang đến với cuộc sống của tụ bài số 2 xuất sắc queen of one king of one vua và hoàng hậu một cặp đôi của lửa một cặp đôi của cái việc đã làm thì phải làm cho tới nơi luôn quan sát đủ lâu thu thập đủ lâu rồi bây giờ có nghĩa là là đã quyết định là phải 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 phơi bày mọi thứ ra đó là phải làm cho đến tận cùng thì thôi à. rồi Knight uh, night nice of coin Ace of One, Three of Coin. Rồi, The full Chắc chắn rồi cái việc mà cái cái chúng ta làm rõ năng lượng của cái mỏ neo, cái việc mà các bạn dán một cú xuống như vậy nè, là bạn đã Ngần ngừ rất là lâu và nó rõ ràng là nó sẽ gây ra cái sự chia cắt đó của cái đối tượng kia, cái đối tượng mà không có không 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 có đàng hoàng đó. À phải chia cắt thôi nhưng mà sau sâu cuối thì bạn thấy rằng là đó nó chỉ còn một cái cách đó bạn thấy hai cái lá bài này nó rất là giống nhau ở chỗ là cầm một cái tay á, thanh kiếm ở đây nè và một cái tay cầm một cái cây viết là trước hay sau sớm hay muộn phải làm cái việc này mà thôi phải thực hiện cái việc này mà thôi đây là một cái cách duy nhất rồi thì nó mới bắt đầu tạo ra được một cái sự thay đổi mọi thứ nó không còn giống như trước đây nữa có thể cái mối quan hệ của tụ bà xoa với người đó nó cũng sẽ không giống như được ngày xưa nữa đâu nhưng mà nó 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 phải là như vậy. Nó phải là như vậy. The fool. Bạn sẽ thấy ở đây nó rất là hay là tụ hai. Bạn thấy cái người này đội trên đầu mấy cái đây nè, mấy cái lông đuôi của phượng hoàng không? Là bạn đó, tụ hai là bạn đó. Rốt cuộc cuối cùng là bạn thấy nó vui lại được rồi nè, cười lại được rồi, tái sinh lại được rồi sau cái việc đó. Vì ở đây bạn sẽ thấy ở, ở đây nó có hai cái, cái cái nhân vật hơi đáng sợ một chút xíu nhưng nó làm cho mi nhìn thấy có cái sự kết nối với lá bài này mặc dù bạn thấy là người với mèo với lại à, đây là long thần hộ pháp cũng là có cái bạn thấy cái lông không đó của phượng hoàng luôn đó chứ không phải đâu có cái sự dẫn đường ừ. tình huống này khi mà bạn phát hiện ra ý mới vậy ý mới nói như vậy nè cái bạn phát hiện ra được cái 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 chuyện này bạn phát hiện ra được cái người này nè không phải tự nhiên sao mà nó phát hiện được đâu có người dẫn đường cho các bạn đấy có nghĩa rằng là uh, đấng bảo hộ ok mình chỉ dùng cái chữ đơn giản là đấng bảo hộ bảo vệ bạn dẫn đường cho bạn để chuyện nó không có trượt xa chuyện nó không có trượt dài hơn nữa vì lúc mà bạn phát hiện ra cứ manh nha vì mình, nhìn thấy được là bạn còn rất là nhiều những cái mà giống như là uh, 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 nó nó cứ uh, uh, chần chừ tới luôn đủ đủ hết các kiểu nhưng mà thôi thôi không sao cuối cùng là bạn cũng đã có được một cái hướng đã có được một cái cái sự dẫn đường để bạn có được một cái uh, lòng can đảm cái quyết tâm và bạn đã uh, phơi bày hết mọi việc ra rồi bạn vẫn chậm cũng được nhưng mà nó chắc không có sai như cuộc cuối cùng đã có một cái cơ hội đã có một cái thời cơ một cái cú chốt để bạn thay đổi hoàn toàn mọi thứ và như vậy đó uh, mới thanh lọc lại được cái hoàn cảnh cuộc sống hay là công việc của các bạn của bài số hai thanh lọc lại cho nó vững chắc nó là như vậy rồi bạn đi tiếp cái việc của bạn thôi đó nó là như vậy cái câu chuyện cái hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 2 mong rằng là bạn có đủ được cái cái bản lĩnh đủ được cái nghị lực và nhiều những cái, cái sự uh, gọi là tin tường hơn cũng như là cái quyết tâm hơn để bạn có thể giải quyết cái tình huống của mình cho nó gọn gàng và tốt đẹp và ổn định cho các bạn tụ bà số 2 nhé Mimi truyền tải cái thông điệp của vũ trụ đến đây là xin phép là ngừng mong bạn hãy luôn ủng hộ mình với bấm mình nút đăng ký kênh chia sẻ kênh giúp mình bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới cảm ơn tụ bài số 2 Xin chào tất cả các bạn, tụ 3, đây trụ đá và là bà đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin chào tất cả các bạn, tụ 3, đây trụ đá và là đại diện chọn tụ của các bạn. tổ ba chúng ta xem điều gì đang đến làm thay đổi cuộc sống của tụ ba trước khi đi vào trọng tâm trải bài hãy cùng làm sạch năng lượng trải bài của tụ ba nhé. Trong cái trải bài của các bạn đó, nó có cái năng lượng quá rõ và quá mạnh đi của sự thay đổi. Ở đây nè, cái lá bài này nó thể hiện một cái bước ngoặt luôn, một cái sự thay đổi lớn nữa nè rồi cả cái lá bài con cò này cũng vậy tòa tháp con cò thậm chí ở đây nó có một bạn sẽ mi đang nhìn thấy là các bạn tụ bài số ba bạn sẽ nhận được một cái tin tức nào đó hoặc là bạn sẽ nhận diện ra hiểu rõ ra thấy ra được một cái sự việc nào đó mà từ đó nó sẽ là cái gốc rễ của một sự thay đổi lớn kéo theo nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó trong cái trải bài này của các bạn nhé Mặc dù chủ đề của chúng ta là điều gì đang đến làm cho cuộc sống của các bạn tụ bà số 3 nó thay đổi nhưng cái điều đó nó đến và mi thấy là tụ bà số 3 chưa có chịu thay đổi. Chưa có chịu thay đổi. Vì sao? Vì trên cái trải bài này là bạn chưa nhận diện ra được cái lợi ích, cái giá trị và cái ý nghĩa của cái việc mà nó đang đến. Thành ra bạn nhìn nó không như là cơ hội để thay đổi. Mình đang nhìn thấy trên cái trải bài này nó như vậy nè. Cho nên mình hơi băn khoăn một chút xíu đó. Bạn, bạn, bạn chưa nhìn nó như là một cơ hội để thay đổi mà bạn chỉ nhìn nó như một cái cái sự phiền nhiễu và nó hơi rối một chút xíu mà thôi. Và ngay cái từ lá bài đại diện trọng tụ của tụ bài số 3 E là không khí nè. Bốn cái nguyên tố của đất trời là khí, rồi nước, đó um, lửa, rồi đất. Vậy thì cái khí này nó chủ là về lời ăn tiếng nói, một sự liên lạc, một sự liên hệ nào đó, một cái thông tin nào đó và một cái sự làm sáng tỏ nào đó. Vậy thì rõ ràng ở đây trên cái trả bài này tụ tụ ba mới đang nhìn thấy rằng trong cái tình huống này các bạn rất là nhạy cảm luôn bạn không có tiết chế được cái cảm xúc của mình bởi vì việc nó xảy ra rất là đột ngột có thể các bạn tụ bài số 3 bạn sẽ nhận ra được một cái bà uh, bạn sẽ nhận ra một cái sự thật nào đó hoặc là bạn sẽ có một cái người nào đó họ báo cho bạn biết một cái việc gì đó hoặc là tự bạn phát hiện sáng tỏ một cái bộ mặt thật của một ai đó một tình huống nào đó và nó quá sốc nó bất ngờ cho tụ bài số 3 và nó làm cho cảm xúc của bạn bị không có ổn định. Đó. Và chính vì cái cảm xúc không ổn định. Thành ra ở đây bạn có một cái lá bài là Dragon là con um, rồng. Be aware of self-delusion. Cẩn thận. Coi chừng mình tự xin xin phép dùng chữ sát nghĩa. Coi chừng bị ảo tưởng. Ừ. Ảo tưởng đây có nghĩa rằng là vẫn cứ không có tin vào cái sự thật vẫn cứ tin vào cái gì mà trước đây nó đã đang diễn biến ra, vẫn cứ tin vào một ai đó, ô thì ra họ không có phải cái ý như vậy đâu, thì ra vẫn cứ tin vào trong một cái tình huống nó sẽ được mãi mãi là như vậy, không có cái gì lay chuyển cả, mọi thứ sẽ không thay đổi đâu, cho nên nó còn một chút xíu là hơi hơi bị bám vào trong cái 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 tình trạng cũ, cái câu chuyện cũ. Đó, có lẽ đó là lý do ở đây siêu lòng cái tấm khiên là you need to defend yourself, bảo vệ bản thân ngay bên dưới là một cái một cái ảo giác một cái ảo tưởng ừ bởi vậy mi đang nhìn thấy đó quay lại cái câu chuyện của chúng ta rồi quay lại câu chuyện của chúng ta là các bạn tụ bà số 3. bạn nhìn thấy được bạn phát hiện ra được bạn hiểu rõ ra được một ai đó họ tới họ báo cho bạn biết hoặc là bạn tự tìm hiểu rõ bạn thấy rõ một cái việc rõ ràng rằng là nó có một cái sự thao túng tâm lý ở đây nhé Hmm. Rõ ràng một cái sự thao túng tâm lý Làm cho các bạn tụ bài số 3 Bạn không có giữ được cái đầu bình tĩnh Sáng suốt để bạn nhìn nhận cái tình huống Để bạn chịu công nhận Rằng là có một người nào đó Họ đã gây cái sự tổn hại Hoặc là lừa dối, hoặc là dối giếm Hoặc là lén lút cho các bạn à, Không có thật lòng với các bạn Thậm chí với cái năng lượng này biết đâu Lặng lẽ đằng sau lưng các bạn tụ bài số 3 Họ còn có những cái lời ăn tiếng nói hoặc là biết đâu nói thẳng mặt luôn nữa không chừng rồi sau lưng là cả thị phi nữa nó đều ảnh hưởng đến bạn cả nhưng cần thêm thời gian để các bạn tin tưởng hay như thế nào đó mình thấy nhìn là bạn cứ bị mắc kẹt đó lay hay hay mãi nhưng mà như này nè bạn tụ ba mình sẽ để cho bạn nhìn thấy cái lá bài này đây là cái cat tree có nghĩa là cái cây mèo đó. cái cái cây để mà uh, cho mấy con mèo nó leo trèo nó chơi cho nó vui đó. và bạn nhìn thấy nè sấm chớp lung tung hết và cái cây này nó đổ rồi nó ngã rồi và bạn nhìn cái mặt của cái chú mèo này rất là bi thương Bạn thấy rồi đúng không? Ừ. Rồi con mèo này là chống chổng bốn chân Chổng vó lên trời Con này nó đang, đang chuẩn bị tiếp đất Nhưng mà thực sự ra như này ừ, Có thế nào đi chăng nữa Thì mèo nó vẫn bản năng sinh tồn Nó sẽ tiếp đất bằng bốn chân của nó ừ. Nhưng mà đúng là có một vài những cái độ cao quá Khả năng của nó thật Nhưng mà trong cái tình huống này nè con mèo nó hoàn toàn có thể cái bản năng sinh tồn trời sinh không biết sao nó văng ra cái là nó quay lại bốn chân nó tiếp đất rồi và kế bên này nè bạn đang nhìn thấy là bốn con mèo này nó đang nằm nó chơi vui vẻ trong nhà à, đây là giống như cái 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 đèn mà chấp cháy chấp cháy của mấy cái người mà nhảy disco đó à, hay trong club rồi đó thành đây là những cái năng lượng mà mi bắt được nó rất là rõ có nghĩa rằng là khi bạn phát hiện ra cái việc này giống như trời lông đất lỡ luôn đó. Phát hiện ra ai đó trời lông đất lỡ luôn. Nhưng mà thực tế rốt cuộc cuối cùng là phải cảm ơn nhờ cái việc đó mà bạn sẽ có một cái sự thay đổi nó tới một cái trạng thái nó tốt hơn. Nhưng mà việc cảm xúc của bạn nó không có được ổn định. Cho nên ở đây có cái bài hedonist nè. Nó có hai cái năng lượng của shadow là bóng tối và light là ánh sáng. Thì cái bóng tối đây có nghĩa là bạn vẫn còn nó bị mắc kẹt với những cái gì nó đã quen cũ rồi. Nên nó hơi có một cái phần uh, dung dưỡng một chút xíu cho cái Um, hoàn cảnh cũ nhưng mà sau rút cuối cùng thì ở đây nó có cái là bài sky kitten um, là bây giờ bây giờ chỉ có một cái là mình phải chấp nhận và mình phải tìm hiểu thôi ở đây nó có cái advice from friend lời khuyên từ một người bạn để đây từ từ chúng ta sẽ khai phá cái này khai phá cái này advice from a friend rồi đợi chút nhé từ từ phải phải có một cái tác động và các bạn thuộc bài số 3, bạn bắt đầu là chuyển từ cái bóng tối mà bị giống như bị bị mắc kẹt bị bám chấp với cái chuyện cũ không chịu nhận diện ra tình hình á thì light chuyển qua cái ánh sáng ừ, chuyển qua ánh sáng là bạn mới bắt đầu bạn nhận ra được là embrace the good thing bạn nhận ra thì ra cái việc này rốt cuộc cuối cùng là phải cảm ơn nó nhờ như vậy mà bạn mới có thể thoát ra khỏi một cái tình huống uh, thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh và thoát hẳn khỏi một cái con người nó không có thật, không có đàng hoàng với các bạn lớp bài Six of Swords này. Bạn nhìn thấy rốt cuộc cuối cùng là bạn mới chịu lên tàu và bạn rời khỏi cái nơi tâm tối này bạn thấy không? Đây là tâm tối, còn này là ánh sáng. Thoát khỏi cái người đó, thoát khỏi cái việc đó và thoát khỏi cái hoàn cảnh đó. Rốt cuộc cuối cùng bạn thấy lá bài này nó nằm kế bên cái shield là cái khiên bảo vệ cho bạn là trong cái tình huống này rõ ràng là tụ ba chỉ bạn bảo vệ bạn mà thôi. Và nó khó lắm. Vì khi một khi mà bạn đã quyết định là bạn chấm dứt rời khỏi cái người đó, rời khỏi cái nơi đó là bạn phải đưa ra một cái quyết định. Quyết định là là cái quyết định thay đổi hoàn toàn mà bạn đang không đưa ra quyết định được. Là bởi vì đầu óc của bạn nó vẫn còn đang bị rất là rối loạn ở trong đó. Bạn chưa dọn dẹp được cái cảm xúc của bạn cho nên cái cảm xúc nó đang làm khó các bạn ở chỗ này, cảm xúc nó đang lấn át lý trí cho nên mãi khi mà cái việc đến là cái việc không hay, mãi rồi bạn cứ bị mắc kẹt với cái việc không hay đó không tạo ra được sự thay đổi. Cho nên bạn sẽ thấy rất là hay ở đây cái lá bài Malika nè. Up cấp là các bạn này bạn thấy xung quanh nè, được trang trí bởi 1 2 3 4 vài chú công. Ừ. nó thể hiện một cái sự tự tin ở đây. Mình muốn là mình làm thôi. Ừ. chứ không bất kể một cái gì vì cái này tại cái nọ nó chỉ là một cái delusion là ảo tưởng thôi, cái cái ảo ảnh của mình thôi. Đó. Anh ra cái 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 hoàn cảnh trải bài của tổ bài số 3 nó rất là đặc biệt. Hmm. cái này nó làm cho mi rất là 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 băn khoăn vì các bạn hình dung vì cái lớp bài này nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc ừ. thành ra là cái cảm xúc này nó nó ngăn cản tụ ba không chấp nhận sự thật mất mờ lý trí xin vũ trụ cho các bạn tụ ba thấy rõ năng lượng của lớp bài queen of swords làm cho không đưa ra được cái quyết định mà nó 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 tạo ra được cái sự thay đổi cho các bạn. Okay, Ten of Wands nè. Và bạn cứ phải chịu đựng mãi như vậy, chịu đựng mọc râu luôn đó. <laughs> chịu đựng đến mức độ đó. Uh, page of Swords này. Hmm. thực ra là bài này và cái là bài mới che bên dưới là nó giống nhau như mình muốn xác định the, the, the well of fortune. Huh. Page of Wands. Cái này là mi đang nhìn thấy trong cái tình huống của tụ bài số 3 đó mi không biết là cái việc này nó đã xảy ra chưa Hoặc là đang xảy ra và bạn đang đối diện với cái hiện thực này như thế nào Vì chủ đề của chúng ta là điều gì đang đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số 3 Cho nên là điều này đến chưa hay là hay là chưa đến Nhưng mà nó vấn đề ở chỗ rằng là, là Khi nhìn cái trải bài này nè Bạn sẽ phải bị mắc kẹt mãi Bởi vì cái cảm tính Nó trói buộc các bạn cho đến khi bạn sẽ thấy Bạn sẽ thấy là bạn không còn chịu đựng nổi nữa luôn đó nên mình mong rằng cái việc này chưa tới thì có cái cái thông điệp và cái năng lượng trải bài này của vũ trụ gửi đến cho các bạn giúp cho các bạn tỉnh sớm ra thì bạn sẽ không khổ. À, như này. Câu chuyện đằng sau cái lá bài này á, bạn nhìn thấy là đây là một cái đầu lâu ở dưới đất và cây giống như nó mọc xuyên qua. Cái câu chuyện này là một người người phụ huynh á đi tìm những đứa con bị lạc và và lạc ở trong lòng đất câu chuyện cổ tích ấy, lạc trong lòng đất tìm mãi tìm mãi mà không biết đâu cho nên cái người này cứ đi và cứ áp cái tai xuống dưới lòng đất để nghe hy vọng là nghe được cái tiếng chân á, của của những cái người con tìm về và cứ mãi mãi như vậy cho đến khi là rụt luôn à đến khi rụt rồi không còn cái gì nữa hết á bạn mới nhìn thấy nè à, không biết bạn nhìn thấy rõ không ở đây là mấy mấy cái trái nó mọc ra nó hơi hơi giống cái tai à đó cho đến khi không có còn chịu đựng được nữa thì lúc đó bắt đầu là những người con trở về cái cây nó mới mọc ra cái 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 tai giống như vậy đó có nghĩ rằng là nó nghĩ là ở đây mới nhìn thấy được <laughs> là tụ bài số số 3 bạn cứ cố 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 như vậy ừ. cố sửa đổi hay là cố không phải cố sửa đổi mà bạn cứ cố gắng là tin rằng là việc nó sẽ không như vậy đâu mà bạn không chịu làm sáng tỏ khi đã phát hiện có cái gì đó rồi. Vấn đề là như vậy. Thành ra đây là một cái quyết định lớn của các bạn tuổi bà số 3. Không biết là việc này đã xảy ra chưa? Ừ. Vấn đề ở chỗ là như vậy. Thành ra là có tác động thêm thì mình nghĩ không nên tác động thêm. Mình sẽ mình sẽ ngừng cái việc này ở chỗ này lại ở đây nè. Vì rõ ràng bạn đã bắt được rồi. Cái tình hình nó ấy và bạn cứ cố tin vào một cái việc nó 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 nó... nó. Đó, nó là như vậy thì bây giờ bất kể cái gì bạn cảm thấy nó bất thường thì bạn phải tìm hiểu nha bạn phải đừng huyễn hoặc mình đừng ảo tưởng đây là năng lượng của sự ảo tưởng là bởi khi đã ảo tưởng thì và cảm tính nó quá mạnh thì sao mi nói tiếp được đâm ra mi nói khéo đâu lại không hay cho mi mà hiểu không đó thành ra cái lá bài con cò xin vũ trụ cho các bạn lá bài này nó bay ra liền cái gì đây wow queen of earth chính xác đây là cái lá bài của các bạn vừa cầm bay lên này nè ở đây là bạn bắt đầu đã chuyển qua có cái nhìn thực tế rồi bạn thấy ngay khi mi buông không 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 truyền cái năng lượng tiếp nữa cho bạn ở những cái lá bài tiếp nữa thì đó bắt đầu là vũ trụ sẽ hất bay cái lá bài này ra là nó có cái năng lượng tĩnh đó vì lá bài này năng lượng rất là đầm xuống bắt đầu là bình tĩnh lại và chỉ muốn cái gì nó phải thực tế thì mới được không ảo tưởng nữa bạn thấy hay chưa xin vũ trụ cho các bạn tổ ba thấy rõ năng lượng của lá bài stock stock chắc chắn là bạn phải chịu đựng cho đến lúc mà không còn chịu đựng nổi nữa thì bạn mới dừng cái cái ảo tưởng và có những cái nhìn là thực tế cho mình ừ. không sao cả khi cái lá bài hăng men này nó rơi xuống á thì mình nghĩ tất cả những cái này là nó phải diễn biến theo cái xu hướng như vậy ừ. để bạn mới có thể thực sự là bị ép và bạn mới có thể thực sự là làm một cú hit và bạn mới có thể uh, chấm dứt được tất cả và bạn bắt đầu mới chịu thật sự gọi là rời đi và xây dựng lại một cái năng lượng mới hoàn toàn tốt đẹp cho mình vào thời điểm đó thì bánh xe số phận nó mới xoay thì lúc đó bạn mới thấy cuộc sống của bạn mọi thứ nó thay đổi và nó vui vẻ trở lại bạn sẽ kết giao với những mối quan hệ mới không phải là những con người mà bạn đã từng ảo tưởng nữa đó nó là như vậy cái tình huống này rút cuộc cuối cùng thôi mi sẽ ngừng ừ. vì nó 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 nên ngừng bạn sẽ thấy rằng nó đã có cái lá bài này mi lôi dưới ra là nghe là lá bài của bạn đó thì rốt cuộc cuối cùng bạn sẽ xây dựng lại những kết nối và mối quan hệ mới. Sau rốt cuối cùng bạn sẽ làm sáng tỏ tự bạn xác nhận cái tình huống hoàn cảnh của mình. Sau rốt cuối cùng bạn thấy rằng là à mình phát hiện ra hết tất cả rồi. Mình phải tìm cho mình một cái ánh sáng và bạn đã rời đi rồi và bạn sẽ gặp được uh, bạn sẽ gặp được những cái 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 sự vững vàng những cái mối quan hệ tốt đẹp những cái niềm vui mới ở chặng đường phía trước lúc đó cuộc sống của bạn mới thay đổi và đây là cái lá bài mà Queen of Earth như thế này nè là nó thể hiện năng lượng của sự thịnh vượng sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần nó đã quay trở lại cho các bạn tuổi bà số 3. Rồi, sau đó khi cuộc sống của bạn mà không còn những cái gì mờ ám xung quanh nữa, công an việc làm nó quay lại từ 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 thì nó mới mang được cái tính ổn định trở lại cho cuộc sống của các bạn tuổi bà số 3. Đó, diễn biến nó là như vậy. Rồi, mong chúc cho cái gì đi chăng nữa, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì các bạn tuổi bà số 3 cũng sẽ giữ được một cái đầu thật sự là lạnh lý trí thật là vững và có những cái lựa chọn và quyết định để làm sáng tỏ e không khí này làm sáng tỏ mọi việc sẽ giúp cái cuộc sống công việc và mọi phương diện của tụ bà số 3 nó được tốt đẹp và thực sự là có cái sự thay đổi ngoạn mục tốt đẹp tụ bà số 3 nhé xin phép ngừng ở đây và mong bạn luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh chia sẻ kênh giúp mình bấm like yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ở bên dưới cảm ơn tụ ba